một cuộc thi bấm máy giữa Bảo và Duyên. Và đó là Hà Duyên. Đúng vậy. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Have you ever visited Hoa La Prison? No, but I've heard a lot about it. Recognized as a historical monument since 1997, Hoa La Prison has become one of the most famous attractions in the capital. Every year, domestic and international tourists come to this place to study and learn of its history. They can take photos and observe the life of revolutionary soldiers. And each visitor can listen to the narration about the history of this place through a small device. When was the Hoa La Prison recognized as a historical monument? 2008. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hà Duyên. Câu trả lời của em là 1997. Vâng, hai thầy đang nói về nhà tù Hỏa Lò. Và ở trong đoạn hội thoại mà các thầy nói thì có nhắc đến một mốc thời gian. Đó chính là nhà tù Hỏa Lò được công nhận là di tích lịch sử vào năm nào. Và đáp án chính xác là 1997. Đúng vậy. Phải nói là Hà Duyên bắt từ khóa siêu đỉnh đấy ạ. Nhưng mà xét về câu hỏi tiếng Anh này thì tôi cũng nhận thấy rằng là Tấn Dũng có một khả năng phát âm tiếng Anh rất là tốt. Dạ, em có nghe được mốc thời gian nhưng mà bị nhầm về câu hỏi nên là tưởng là một mốc thời gian khác. Bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Xin mời Tấn Dũng về vị trí. Vâng, như vậy là chúng ta đang thấy có hai số điểm 205 tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng cách nào? Điện phân ly. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Và đó là Hoài Bảo. Câu trả lời của em là điện phân nén cháy Al2O3 có cryolic ạ. Đây là một tình huống vô cùng hồi hộp cho cả Hoài Bảo và Hà Duyên. Hoài Bảo là một thí sinh học giỏi môn hóa. Xin chúc mừng Hoài Bảo. Bây giờ thì số điểm của Hoài Bảo đang có là 225 điểm. Vào ngày 16 tháng 5 năm 1955, toán lính Pháp cuối cùng rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam tại đảo nào của miền Bắc? Câu trả lời của em là đảo Cô Tô. Một cuộc thi bấm máy giữa Bảo và Duyên. Xin mời những thí sinh còn lại. Và đó là Hà Duyên. Câu trả lời của em là đảo Bạch Long Vĩ. Đảo Bạch Long Vĩ. Hoài Bảo, nếu giành được quyền trả lời, câu trả lời của bạn sẽ là gì? Câu trả lời của em là Bạch Long Vĩ luôn ạ. Đảo Bạch Long Vĩ là thuộc địa phận Hà Duyên, có nhớ không? Hải Phòng ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi là một đảo ở Hải Phòng. Và đó là đảo Cát Bà. Yes! Cảm ơn Thu Trang rất nhiều. Thu Trang đã hoàn thành xong phần thi của mình. Em có thể về vị trí và nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn Thu Trang.